Dù cố kiềm chế, Trấn Thành vẫn đầm đìa nước mắt trên ghế nóng. Nam diễn viên và hai giám khảo Cẩm Ly, Thanh Duy nghẹn ngào trước hoàn cảnh éo le của những nhân vật xuất hiện trong game show mới. Trấn Thành từng bị chê quá mít ướt dễ xúc động khi cầm trịch các chương trình truyền hình. Nam diễn viên chia sẻ, anh đã rút kinh nghiệm cố gắng kiềm chế cảm xúc để không khóc nhiều trên ghế nóng. Trong tập 1 chương trình Hát Mãi Ước Mơ, Trấn Thành cùng ca sĩ Cẩm Ly, Thanh Duy làm giám khảo tìm kiếm những tài năng ca hát. Khi nghe các thí sinh kể về hoàn cảnh éo le của gia đình mình hoặc những người họ quen biết, Trấn Thành đã rơi lệ. Anh nghẹn ngào một lúc không nói nên lời. Thí sinh Thanh Quý làm nghề bán trái cây, anh lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống, có ngày chỉ bán được mấy chục nghìn đồng, không đủ sống. Hai cái Tết đã qua nhưng anh vẫn chưa có tiền về quê sum họp cùng gia đình. Mẹ anh bị sạn thận, đang sống trong căn nhà tồi tàn ở quê, không có tiền chữa bệnh. Cậu học sinh huy hàng đi thi để có tiền giúp đỡ cô bạn học, có cả cha và mẹ khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số. Người phụ nữ tên Ngọc giàu lại muốn dùng tiền thưởng để người hàng xóm nghèo không gia đình, đã mất một bên mắt có đủ điều kiện để sống tốt hơn. Cẩm Ly cũng bật khóc trước những số phận kém may mắn được chia sẻ trong chương trình. Thanh Duy lặng người trên ghế nóng. Quán quân gương mặt thân quen có màn biểu diễn trong tập 1 Hát Mãi Ước Mơ. MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt cuộc thi mang đậm tính nhân văn này. Chương trình phát sóng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!